Chào mừng em đã quay trở lại với thế giới Dragon City và mình là Thanh EZ đây. Thì nếu anh em đã thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng ký kênh của mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Và chúng ta sẽ bắt đầu thôi nào. Chúng ta sẽ xem có cái gì đang diễn ra ở đây để xem nào. Hình như vẫn không có một cái update gì mới cả. Ở đây thì vẫn là bán giảm giá thôi. À, có một cái con rồng VIP Pure Gold. Nó có 4 hệ này, hệ pua, hệ kim loại, sấm sét và ánh sáng. Giá là 496.000. Cái này dành cho đại gia mới có tiền mà mua được. Chúng ta sẽ có thể mua gói combo pack 120 game, 130 game. Sẽ được một con rồng, một con rồng gọi là thầy tu hắc ám đang điều khiển búp bê, con rối này. Và 1.89M cũng như 14.1M vàng. Vàng thì mình không cần cho lắm, chúng ta có thể kiếm nhanh thôi. Vàng kiếm cực kỳ nhanh. Đây bây giờ nó hiện lại lên cái chỉ số này. Trước thì nó ẩn cái chỉ số đi, ẩn hiện những cái đồng tiền đi. Chắc là nó mới cập nhật lại cái hiện này cho dễ nhìn. Nhiều người phản ứng quá mà. Ở đây thì chúng ta sẽ lấy hết mấy cái này gái nhỉ. Nào, sẽ lấy hết luôn này. Rồi thì chúng ta sau khi lấy xong, ở đây thì chúng ta xem nào. Mình vẫn đang quáng ấp, đó chính là con Gladiator. Con rồng dũng sĩ giác đấu đây. Có thể dùng 9 game để có thể next qua, nhưng mình thôi, mình sẽ tiết kiệm game. Mình còn rất là nhiều việc cần làm dùng đến game. Nâng cấp cái khu vực ở bên này ra này. Nâng cấp hòn đảo này này. Chúng ta sẽ nâng cấp thêm hai cái hòn đảo đấy nữa. Nâng cấp cái này lên một phát nữa này là 120 game nữa. Mình đang đợi giảm giá thôi. Chúng ta sẽ đợi giảm giá cái này xuống 121 game để xúc cái này trước. Nếu mà mình dù mua bây giờ ấy, thì mình sẽ mất khoảng là 260 game cho cả hai cái này. Ok. Thì ở đây thì mình vẫn đang cố gắng đi up thôi, up rồng thôi. Tiếp theo thì mình sẽ cần là lấy con rồng. Đây này, nó sẽ có 4 game. Mở khu vực đất thứ 6 sẽ thêm được 4 game nữa này. Daily Ram ở Anson. Đấy, chúng ta sẽ lấy được cái con Daily Drum đã. Ankeros, cái này vàng mình không cần thiết lắm này. Chúng ta sẽ cần lấy thêm một cái trứng Legendary thì mình sẽ được thêm 2 viên game nữa và 200.000 vàng. Xây dựng một cái Temple Epic sẽ được 2.85M kinh nghiệm. Rồi mình sẽ xây một cái Epic mất 60 cơ. Thật là vãi lúa thật. Đắt vậy. Cái đấy thì mình sẽ để xây sau đi. Cái đấy xây sau chuẩn hơn. Để xem có nhiệm vụ cần game thì Sylvan Dragon này. Con này mình chưa lấy được. Và mình sẽ xem cách lai giống ra con Sylvan kiểu gì nha. Chúng ta sẽ tìm tới Dragon City. Và mình sẽ tìm tới con Sylvan Dragon. Sylvan Dragon và xem cách là lai giống con này kiểu gì đây. À, con này mình có thể lai được. Con rồng đấu kiếm đây. Đẹp lắm, con này rất là đẹp. Nhìn trông rất là chất luôn. Nó sẽ kết hợp từ con biển và con Mystic World. Nhưng mà cần Century này, Poseidon và cần cần Century à. Đây này, Braver Sword và thiên nhiên cấp 20+. Cái này đều cần hết này. Cái này có cần không nhỉ? Như thế này thì nó có yêu cầu không? À, vẫn cần. Thật sự vẫn cần đấy. Cái nào không có cái Century thì mới là ấp thường. Đấy. Hình như tất cả sẽ cần Century hết thì phải. Chắc chắn đến 100% là sẽ cần hết này. Không có một cái nào là không cần Century luôn. Đúng rồi. Mình sẽ không thể nào ấp bình thường được rồi. Không có cái nào luôn. Và mình sẽ chuyển sang con rồng khác đi. Nếu mà không ấp được con đấy. Và để kiếm thêm 15 game thì mình dĩ nhiên sẽ ấp ở vẫn ấp cái con rồng này, cái con rồng là Aurora đây, vẫn đang cố gắng ấp đây. Ấp mãi chưa ra. Cuốn sách Explorer thì hơi khó. Con Master Nature này, Apocalypse vẫn chưa được này. Blue Dragon này, vẫn thiếu một số con anh em ạ. Và chúng ta sẽ vào trong cái này để có thể tiếp tục là đi kiếm mảnh rồng nào. 3 ngày 22 giờ. Neo Izumi
đẹp thật, con nhện Izumi đẹp thế. Chúng ta sẽ đi kiếm cái mảnh tiếp theo nha. Phía dưới tắt cái sinh sản đi này. Chúng ta sẽ cần là mở to cái map này lên. Đây. Ở phía trên thì sẽ có một mảnh của con khác này. Đấy, bên này cũng sẽ có một mảnh nữa. Chúng ta sẽ đi quay trở lại đi. Ở phía trên này mình nhớ là sẽ đi từ trên này này, 1, 2. Sẽ đi qua đây, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, đi từ cái vị trí ở giữa này nhanh hơn không? Đây đúng không? Ở phía trên thì nó sẽ có cái hòm. Theo mình thấy nó sẽ có một cái hòm đi thẳng lên trên này. Hòm này mất có 65 đồng thôi. 13 đồng này, 65 đồng này. Để mở cái hòm này ra. Đấy, chúng ta sẽ mở cái hòm ra sẽ được con Alloy Dragon 5 cục này. Mình sẽ đi thêm mấy bước nhỉ? Ở đây thì mình sẽ đi 1, 2, 3, 4. Đi 2 bước nữa xong rồi rẽ phải. 1 này, 2 bước này. Xong rồi mình sẽ rẽ phải đúng không? Chắc chắn là mình sẽ phải rẽ phải rồi, từ từ. Cái map này nó hơi khó chịu một chút. 2 bước thì sẽ lấy được cái mảnh rồng của cái con kia. Xong qua đó thì mình lấy được cái con này. Chúng ta phải đi thôi. Đi sang bên này luôn đấy. 2250 cái điểm ở coin thì chúng ta mới có thể lấy được con này. Xong nó sẽ đi tiếp tục là bao nhiêu ấy nữa. 1 2 3. Đó, sẽ lấy được cái mảnh này nhá. Xong đi lên trên này. Phải vượt qua con này cơ. Chưa chắc thì mình đã đủ điểm cơ ấy, để tiếp mình sẽ tính toán xem. Tiếp mình sẽ tính toán xem mình có đủ điểm để lấy được cả hai con không. Không thì mình sẽ phải bỏ qua một con này. Một trong hai con này, chắc mình sẽ lấy con này và bỏ con này. Đấy, lý do là thế. Con này, con Legend thì chắc chắn là sẽ không được rồi, trừ khi ăn nạp thôi. Phía này thì mình sẽ tiếp tục trồng thức ăn này. Ở đây thì không boost combat được đúng không? Chơi boost được, có lấy game được không? Chưa lấy game được. Chúng ta sẽ boost gold lên tiếp. Phía này thì tăng thời gian trồng thức ăn. Cho rồng đi xây dựng cái tòa tháp này luôn. Gửi rồng đi này, chúng ta sẽ gửi cái Duck Line này, con vũ trụ này, Enel này và hoàng đế rồng. Gửi đi luôn, phía dưới này cũng sẽ gửi đi luôn. Gửi 4 con đi luôn. Đầu tiên thì chúng ta sẽ gửi con ma băng Sakura Basil thôi, Lobo này, vuông đêm. Ôi, cái độ mà có thể là mà đi được thì rất là thấp luôn đấy. VS chúng ta sẽ vào trong phần live nhé, để tiếp tục chiến đấu ở trong này. Team của mình thì vẫn như thế này thôi, Dracon, Apocalypse và Forest, toàn con khỏe. Skip đi thôi, chúng ta skip ở High Comet, High Dream và Phoneless Angel. Không đánh được, khỏe quá. Đây rồi. Team này liệu ăn được không nhờ? Một con Heroic và hai con hệ H. Và hai con Epic. Nó đều là hệ Pua cả. Băng giá hơi ngại nhờ. Không biết liệu rằng thằng có ăn nổi không. Khó phết đấy. Nào chiến đấu thôi. Đánh thử mới biết được xem có ăn được không. Hai Celestial. Nó trâu quá nhờ. Thật sự hai Celestial cấp 30. Và cái ánh sáng của nó thì nó chắc chắn con này sẽ được học chiêu ánh sáng khỏe rồi. 24. Và hai con này đều bị khắc hệ chứ nhỉ. Khó phết đấy. Không biết là liệu QB có ăn được không. Chiến đấu rồi mình sẽ cần phải đổi trước một tí này. Và hy vọng là chúng ta sẽ được đánh trước. Nếu đánh trước thì ta sẽ thắng. Còn đánh sau thì chưa biết thế nào được. Này, lên trước này. Này, tiến lên. Nó không có chiêu gì hạ được mình đâu. Nào, tiến lên nào. Nhưng mà nhìn chung khỏe quá. 65.000 máu nó đánh trước ấy chứ. Bó tay chấm co rồi. 22k này. Khỏe quá nhỉ. Ngôi sao ánh sáng xem được bao nhiêu máu. 19k, yếu quá. Mình chỉ còn tầm khoảng 17k máu thôi. Mình sẽ phải swap sang con rồng này rồi. Chắc chắn 100% là như thế. Đam nó to vãi cả chuồng ra.
ít nhất là phải 3 đòn thì mới giết được cái con Horace 22.000. Kinh khủng thật, sắp chết cả Doflamingo luôn này. Nó đánh trước, tốt quá, từ đánh trước không mình đã thắng được không. Chúng ta để dành hai con này lại một chút, mình sẽ sử dụng con kia, chưa chắc có thể giết được ấy. 13.000 máu, Death Beam, chắc là được, giết được, Death Beam thì chắc chắn sẽ giết được rồi. Không giết được thì đúng là nhọ luôn, 15.000. Wow, mãi mới được con này. Nó do kiểu vĩ lên trước, tại vì nó khắc hệ. 17k, khá là thốn nhỉ. Ai da, đau đầu. Death Beam này, 15.000. Chết rồi, chết Eneru rồi. 18.000 cơ. Wow, đánh căng nhờ, căng như dây đàn vậy. Ít nhất phải trụ được khoảng 3 chiêu thì... Ôi, nhưng một chiêu mình chết luôn. Một chiêu là mình sẽ bị chết luôn. Không thắng rồi. Đen rồi. B trừ 24.000 máu, làm sao một phát kia giết được. Ôi, hay. Đánh bại được à? Không ngờ là ta có thể đánh bại được này. Cannonballs của chúng ta sẽ khắc hệ nó. Wow. Thế mà không ngờ đánh bại được. Một cái điều may mắn của chúng ta là như thế đấy. Queen trong đường tơ kẽ tóc. Mà không ngờ team mình có thể thắng được chiến trận này cơ. Mình còn bị bất lợi là bị đánh trước nữa chứ. Đấy. Ôi, team này bây giờ khỏe quá rồi này. Càng lên cao càng khó. Wow. 33, 36 và 30. Không con nào là thấp hơn ở 28 này. Sẽ thấp hơn được một chút này. Origin không thành vấn đề. Ánh sáng nó có băng giá kìa, khó chịu chưa? Phải là khó chịu. Ánh sáng bóng tối thì mình đánh nó chết ngay mà. Rồi thì chắc là ta sẽ thay đổi một con vào đây gái. Con này thì thay cho con nào được? Chẳng con nào thay được cả. Gigantic à? Có một con cấp 20 đó, Archangel. Vãi trưởng thật, 10k máu cho vào chắc là để đỡ đòn. Hệ pua Origin có khi đánh nó sợ. Mình cần phải thay đổi cho Doflamingo xuống nữa. Khỏe quá nhỉ. Càng gặp càng khó luôn đấy. Ôi chết, con này chết rồi mà. Nào, và chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Nếu mình đánh trước thì mình cơ hội thắng sẽ cao hơn rất rất nhiều luôn. Đánh trước rồi, ngon. Ok, chúng ta sẽ giảm máu nó xuống trước một chút nhá. Bằng chiêu Polai cộng trước. Rồi con Abyss Dragon này chắc chắn sẽ chết rồi. Gươm ánh sáng A trừ. Hay, khỏe nhờ. Khỏe này thì mình chỉ cần dùng hai con này là mình hạ gục được thôi. Này, đánh đi. Mình sợ mỗi nước và sợ băng giá thôi. Con dâu chẳng sợ gì cả. Nó là pua. À, nó là hệ xoắn ốc. Khá là gớm vết. Swap sang con này nha. Này để pua like cộng này đánh đi. 28k máu. Yes. Chết luôn. Khắc cứng luôn đấy. Ok. Con này làm con legend đây. Cái đuôi nó có một cái vòng tròn các kiểu thì biết ngay là legend rồi. Rồi mình sẽ đổi sang con này để kết thúc cái trận chiến bằng 3 chiêu của 3 con. Hay lắm. Tuyệt vời, chúng ta đã chiến thắng một trận chiến thấy nó khá là dễ dàng, không quá khó khăn. Thêm 3 đồng tiền này. Nhưng mà càng lên cao càng khó. 3 heroic thì chịu rồi. Không còn được. 27 này. High tech thì bóng tối hoàn toàn đánh bại được con này. Dracon hơi mệt. Apocalypse thì cũng chỉ cần 2 con thôi. Rồi chắc mình sẽ đánh được. Chắc mình nghĩ sẽ đánh được. Fighting. Theo như mình nghĩ ta sẽ đánh được bọn này. Nói trước rồi. 57.000 à? Vãi lúa thật.
Đổi đổi đổi. Nó chẳng có chiêu gì khắc chế mình cả. Ghost Cloud không được cộng thêm nhiều đam đâu, nhưng mà đánh tốt con này luôn. Hai phát con này chết luôn. Đánh đi. 18.000. Thấm nhờ. Phải nó siêu thấm. Siêu thấm này. Đánh đi. 31.000. Chết luôn con Heroic đồng tiền. 57.000 máu mình sợ. Dracons. Ây da. 15k. Khá là gớm. Lightstar. Bao nhiêu máu đây? Bao nhiêu máu đây? À con này mình khắc hệ mà. Quên mất. Mình phải bỏ này ra thôi. Không được. Phải bỏ này ngay ra thôi. 13k, mình vẫn còn khoảng 16k nữa. Không biết là liệu rằng mình có chết không. Apocalypse thì nó yếu mà. Apocalypse nó là hệ lửa đầu tiên. Thế tính toán phết đấy. Càng lên cao, tại vì mình không có quá nhiều thức ăn để cho này ăn lên cấp thật cao. Con này có băng cơ mà. Tại sao nó lại không đánh mình nhỉ? Không hiểu lắm. 14.000 swap rồi. Mình chết rồi. Rồi cho này lên đánh một chiều Tsunami sẽ phổi đam bé tí luôn. Được bao nhiêu máu đấy? Ai chà, 7.000 máu. Khá là gớm. Nó còn khoảng 31k máu. Đánh thế nào được mà. Liệu dồ đam lên có việc đánh được không nhỉ? Chắc là được đấy. Còn không được thì mình sẽ chết ở đây nhá. 31.000 máu này. 35. Wow. Wow wow. Hợp lý. Quá hợp lý luôn. Khoai đánh tốt quá nhỉ. Đánh quá tốt luôn đấy. Phải nói như thế. Có lời khen ngợi thì ra đánh quá tốt chỗ này. Sử dụng những cái đội hình chắp vá để đánh bại những con Heroic. 34 40 thôi rồi. Chúng ta sẽ tạm thời dừng ở đây thôi. Team nó ghê quá. Phải nói team nó ghê quá. Đổi tạm Archangel lên vậy. Như thế này là ổn. Đấy, 6277. Đấy, 6277. Thế này là rất là ổn rồi đấy. Nào, chúng ta sẽ vào trong kia để chiến đấu ở trong phần quest Genius Cup for Shield, Duck F và Poor Duck. Khá là nhiều. À, trước hết thì mình cần về ấy đã. Vào đây để thu hoạch đã. Lâu lắm không vào đây thu hoạch rồi. Thu hoạch các loại đá này. Tiến hóa một vài con rồng này. Cho nó lên cấp này. Ôi, nhiều nhiệm vụ làm lắm. Cái này nâng cấp được chưa? Cho nên nâng cấp lên cấp 3 luôn. Đó, từ cấp 3 cấp 4 luôn. Mất khoảng 4k. 4k mốt. Đây, đủ đấy. Chúng ta sẽ đủ đá rồi và sẽ nâng cấp lên luôn này. 4k mốt. Đáng lẽ mình cần đào trước xong rồi mình nâng cấp là hợp lý hơn. Đây là mình nâng cấp trước rồi thì mình mất hẳn một cái kìa. Mấy ngày sớm nó mới đào xong rồi, nâng cấp xong được. Hơi tù. Thật ra là hơi tù. Hôm nay mình sẽ cho nào tiền hóa ở đây. Con rồng đẹp thế. Wow, tiền hóa rồi. Piercing Dragon, đẹp chưa ta? Wow. Con này như là đuôi bọ cạp nhỉ. Nó có cái quả chùy ở giữa đuôi nhỉ. Thiếu nguyên liệu. Không biết có đủ đá không. À, cái đá này thì ngon này. Fire Sapphire thì đủ đá rồi. Đẹp thế, con rồng đẹp quá này. Cho tiến hóa lên nào. Các loại đá sẽ được đưa vào thành nguyên liệu và chúng ta sẽ tiến hóa rồng. Nó sẽ tăng kích thước lên và đẹp thế. Con này mà được đưa ra ngoài đánh nhau nhỉ. Thì quá chất luôn. Đó. Vua bọ cạp. Con này là vua bọ cạp. Kinh kinh. Mặc giáp. Chuẩn đấy. Rồi mình sẽ quay trở ra thôi. Cũng không còn việc gì làm nữa. Nó phải chắc phải nâng cấp thêm cho cái vũ trụ này. Thêm nhiều tính năng hay ho nữa. Theo như mình nghĩ là vậy. Thêm nhiều tính năng để anh em có thể là thỉnh thoảng hàng ngày còn vào chứ đúng không? Rất rất nhiều tính năng hay ho và chúng ta có thể nâng cấp thêm cho nó. Rồi thì mình sẽ làm cái nhiệm vụ ở Genius Quest Genius. Xong ngay thôi. 27VR. Nó ghi là VR thôi nhưng mà bất kể con gì đều được hết cả. Không quan trọng.
như thế này đây. Tiến lên nào. For shield. Chắc là nó vẫn lỗi mà nó chưa fix, nó chẳng thể fix luôn. Để có một con VR lên cấp 27 thì đúng là quá phí thức ăn luôn đấy. Cực kỳ phí thức ăn. Mấy con này vào đây, mình cần tất. Ây xa, sát thủ. Assassin Creed à. Đây đúng Assassin Creed. Lightstar. Đắc ép này. Thì đắc ép này. Hơn 3.000. Đây chính là hai con Dax thổi lửa các kiểu đây. Hơn 3.000 thôi. Warfish đấm nó. Liên tục là đấm nó. Này thì 17k. Xong luôn. Khá đơn giản. Và chúng ta sẽ victory rồi. Đơn giản. Không quá khó khăn. 1.8m. Ở phía này thì chúng ta sẽ còn một số nhiệm vụ nữa ở trong cái phần đây nữa này. Còn một đống nhiệm vụ chưa xong cơ. Que Lewis chơi cái này chơi cả ngày không hết. 3 trận để vượt qua cái này luôn. Vẫn là team lên này thôi để luyện cho Doflamingo lên 3 sao vàng. Mục tiêu để nó khỏe hơn một chút nữa. Đây rồi. Không có chiêu gì ăn được mình đâu. Vấn đề là như vậy đấy. Chiêu gì mạnh nhất đây? 1350 vẫn Magma Storm là mạnh nhất trong này. Nó có hở một con đấy này, con khủng long bạo chúa. Nhanh thôi, chúng ta sẽ đánh nhanh một này thôi. Không quá lâu đâu. Đánh luôn, sợ chắc. 37k máu cơ. Và nói như cũng không khắc hệ được mình thì phải. Ngon, nếu không khắc hệ được thì tốt quá. Bóng tối ánh sáng luôn này. Con này bị khắc luôn rồi. Chắc chắn luôn rồi. Sử dụng asteroid tiểu hành tinh bay xung quanh. Va chạm. Ai da. Thấm ghê nhỉ, 24.000 máu. Hai Supremacy. Vào đây. 7k rưỡi à. Có Lightstar, có Legendary Wild. Bùa lại cộng đi, đánh bạn luôn. 14k, nó sẽ còn khoảng hơn 7k nữa. 7k9, 5 năm. Duỳnh này, 7k3, 61. Bùa lại cộng. Đánh bại nó. Xong chưa? Win, 13k máu. Đã win. Dừng ở mức đấy thôi, không thể nào đánh thêm nữa. Victory, mình sẽ chiến thắng cái này. Một trận, hai trận nữa. Đánh cái này mình còn được tặng thêm cái điểm cơ. Có nghĩa là mình chưa full điểm đâu. Còn rất rất nhiều nữa đúng không? Con này thì cũng cần hai phát là sẽ chết. Origin gặp ngay con này khắc hệ rồi. Nó sẽ còn khoảng hơn 6k. À mình sẽ tăng tốc độ lên nha anh em. Tăng tốc độ được mà. Swap sang con sang con này luôn. Và chúng ta sẽ dùng Polite cộng thật nhanh. Origin vào đây. Tăng mức là 2 thôi. Mức 3 hài nhanh quá. Tiếp tục là tuyệt chiêu nước Polite cộng này. Nó sẽ còn khoảng hơn 1.000 máu nữa. Một hit xong luôn, 14k máu. Clay cái này, mình sẽ được thêm điểm nữa. Và chúng ta sẽ còn một trận duy nhất nữa ở trong cái phần hai con ánh sáng đối đầu với nhau. Cứ đánh nó thôi. Cứ đánh nó dùng magma giảm xuống cho nó tối đa có thể. 16 nó sẽ còn khoảng 10k máu nữa. Đổi sang con này. Swap sang. Và chúng ta sẽ dùng Pulite cộng đây, đánh bại nó luôn. Xong luôn, 15.000 máu. Vào đây. Ấy da. Duỳnh các kiểu. Cũng không có chiêu gì khác nó cả, đánh bình tĩnh thôi. Liệu giết được anh không? Giết được không? 15.22. Vừa đủ. Nào, giật xét. Ok. Một chiêu, ôi, không giết được rồi. Asteroid thấp lắm, đam thấp lắm. 33.000 máu thì có mà đánh bằng mắt rồi. Không giết được.
Rồi mình sẽ next sang con này vậy. Chúng ta được thêm 3 viên game nhá. 3 viên game bên này. 30k máu này. Clay bên này và chúng ta sẽ được thêm 3 viên game nữa này, là thành 210 viên game. Ok thì chúng ta sẽ kết thúc tập bên đây nhé. Xin chào anh em, hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của Dragon City. Bye bye.